kể chuyện ma. Nhìn và chê xá, chị, chế, tôi lãnh hậu quả. Chuyện này là của một cái cô giáo dạy đại học. Hôm đó cũng là một ngày khá là bình thường như bao ngày khác. Thì cô đang trên đường đi làm. Để băng qua được cái trường của cô thì cần phải đi qua một cái cầu. Khi mà chạy tới gần đầu cầu á, thì cô thấy đằng trước có một chiếc xe tải mà đã đứng lại và xung quanh rất là nhiều người bu. Thì cô mới đoán rằng á, là chắc đã có xảy ra một cái trận tai nạn nào đó ở ngay cái đầu cầu rồi. Cô tự nhủ trong lòng á, là thôi cứ chạy xe qua luôn đi, chứ không có quay đầu lại để nhìn làm gì hết, mất công rồi mình sợ. Nhưng mà thật sự khi mà cô chạy gần tới đó rồi á, thì cô rất là tò mò, không biết á, là người đó đã chết hay là sống, hay là như thế nào. Bởi vì quá tò mò nên khi mà gần tới thì cô mới quay đầu qua để mà nhìn thử. Cái cảnh tượng mà cô thấy á, rất là kinh dị. Cái đầu của cái người mà bị tai nạn á, bị xe tải á, cán nát ra một nửa. Một nửa thì óc ác vẫn còn nằm trong đầu, còn một nửa thì nó đã bấy nhầy á, văng tung tóe ở ngoài đường. Vừa thấy được cảnh tượng đó là cổ té xe luôn. Rồi cổ la lên là trời ơi ghê quá ghê quá. Rồi cổ ói ọe ngay ở trên đường luôn. Trong cái lúc vừa sợ vừa ói như vậy, nhưng mà trong đầu với miệng của cổ không ngừng thốt lên cái câu là trời ơi ghê quá ghê quá. Thế là ngày hôm đó cổ không thể nào dạy học được luôn. Đến trường á, cái hình ảnh của cái người mà bị xe cán nát cái đầu đó, nó cứ xuất hiện ở trong cái đầu của cổ liên tục thôi. Thậm chí khi mà cổ đi ăn cơm trưa nha, nhìn cái tô cơm á, cổ chỉ liên tưởng đến nỗi cái não, cái óc ác của cái người đó thôi, nên không tài nào có thể nuốt trôi được. Cho đến khi cổ về nhà thì cổ mới kể lại cái câu chuyện này cho mẹ của mình nghe. Cổ mới nói là mẹ ơi, hồi sáng á, con chứng kiến một cái cảnh tượng rất là ghê, rất là kinh dị. Trời ơi, con thấy hả, cái thằng thanh niên kia nó bị người ta cán hả, nát đầu luôn. Trời ơi, nhìn ghê lắm, nhìn kinh tởm lắm. Mẹ của cô này còn nói cổ là thôi đừng có nói bậy nữa, im đi, đừng có nói nữa, người ta mất rồi, không có nên. Không cần phải đợi chờ lâu, cái điều kinh khủng nhất đã đến với cô đó ngay cái buổi tối ngày hôm nay. Tối hôm đó, cổ đang trong giấc ngủ thì cổ có cảm giác giống như là có ai lấy tay đập lên đầu của mình, bon 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 vậy đó. Thì cổ mới mở mắt ra mà nhìn, thì cổ thấy nguyên một cái người đàn ông đang ngồi kế bên cái giường của cổ. Cái người đàn ông đó chỉ ngồi một bên thôi. Khi mà đảo mắt lên nhìn á, thì thấy cái người đàn ông đó đó, người bị trầy trụa te tua rách nát, máu thì đang rươm rướm chảy từ đầu tay chân rất là dữ dội luôn. Cổ lúc đó là cảm thấy rất là hoảng rồi nha. Cổ đang tính ngồi dậy để mà bỏ chạy á, thì phát hiện ra là cả người của mình á, bị cứng hết, không tài nào cử động được. Cái người đó mới từ từ á, xoay cái đầu lại, nhìn trực diện vào cô. Thì hỡi ơi, cô mới phát hiện ra là một nửa cái đầu của người đó đã bị cán nát. Ở bên trong á, vẫn còn những cái chất nhầy nhụa nè, não nè, máu nè, đang rươm rướm chảy xuống. Cái người đó mới nhìn trực diện vào mặt cô rồi nói á, mày nói tao thấy ghê lắm đúng không? Mày nói tao kinh tởm lắm đúng không? Người đó vừa nói vừa dùng tay á, lấy cái phần não bên trong của mình á, rồi nhét vào trong mồm của cô. Vừa nhét vừa la là mày ăn đi, kinh tởm lắm đúng không? Ghê lắm đúng không? Trời ơi, cổ nói là cổ như muốn phát điên trong cái khoảnh khắc lúc đó luôn. Cổ cảm nhận được rõ ràng luôn là cái vị tanh tưởi là hôi rình của cái thứ mà cái người đó nhét vào trong mồm của cô. Nó hôi như cái mùi chuột chết mà nó tanh tưởi mà nó nhão nhét, là nó rất là kinh dợi. Người đàn ông nó cứ nhét liên tục luôn, đến nỗi mà cổ sặc luôn. Rồi người đàn ông nó cười há lên. Cái người đàn ông nó vừa biến mất là cổ ói luôn các bạn. Nước đồ ăn nè, mật xanh mật vàng ói hết ra trên người trên giường luôn. Rồi cổ mới la lên thiệt to là mẹ ơi cứu con. Cổ vừa mới thấy mẹ của mình vô được trong phòng rồi là cổ ngất xỉu luôn. Cổ tỉnh lại thì cổ mới biết là mình đã hôn mê một ngày một đêm rồi. Cổ mới kể lại cái cảnh tượng mà cổ đã chứng kiến trong cái đêm đó cho mẹ của mình nghe. Sau đó thì mẹ của cổ có đi chùa nè, xin bùa về để cho cổ cầm trong người để phòng hờ cái trường hợp mà cái người đó lại tới tìm cổ. Rồi cổ cũng đi ra cái nơi mà cái người đó mất á, thắp nhang để mà xin lỗi. Nhưng mà cái di chứng trong cái đêm tối ngày hôm đó làm cổ không thể nào đi dậy được trong suốt 3 tháng trời. Và thật sự là không có buổi đêm nào mà cổ ngủ được cả. Cổ chỉ có ngủ vào ban ngày thôi. Còn ban đêm là mở điện sáng trưng, rồi kế bên là mở một cái bản kinh Phật phát xuyên đêm như vậy đó.
Sau 3 tháng tâm lý và cơ thể của cổ mới bắt đầu ổn định lại, thì cổ mới kể lại cái câu chuyện này cho tất cả học sinh mình nghe, cũng như là gửi câu chuyện này cho mọi người nghe, để mọi người phải nhớ một điều rằng là không bao giờ được chê bai cái người mà bị tai nạn mất. Một cái bài học nhớ đời cho cuộc đời của cổ luôn. Câu chuyện này phải nói thật sự là rất là kinh dị luôn các bạn ha. Các bạn nghe và rút kết ra kinh nghiệm cho bản thân mình nha. Bye bye.